Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chuyển sóng từ nhà mạng Viettel sang các nhà mạng khác. Đầu tiên, các bạn vào phần cài đặt trên điện thoại. Tiếp đến, các bạn ấn vào cái phần có chữ di động này. Sau đó, các bạn sẽ ấn vào cái phần có chữ lựa chọn mạng này. Thì ở đây nó đang có chữ tự động này, nó đang bật lên nha. Bây giờ các bạn sẽ thoát cái đèn này ra. Thì sau khi thoát đèn ra, nó hiện ra các cái nhà mạng đây. Như là nhà mạng Viettel, nhà mạng Mobifone này, Vilaphone hay là Vietnam Mobile. Các bạn muốn chọn sóng nhà mạng nào, các bạn có thể ấn vào các bạn chọn. Trong cái trường hợp mà ví dụ các bạn đang dùng cái sim Viettel ấy mà cái sóng nó kém hay là nó không có sóng ở khu vực nào đó bị mất sóng chẳng hạn, thì các bạn có thể lựa chọn sóng của các cái nhà mạng khác để các bạn mượn, các bạn dùng tạm. Sau khi Viettel nó có sóng thì các bạn lại quay trở lại. Các bạn có thể chọn Mobi hay là chọn Vilaphone này. Đấy. Như vậy là xong. Rồi, xin chào các bạn.